Rồi, bác Sơn Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc cho mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay bác Sơn Kim Sơn thân mời mình ghé giao lưu một số cây cảnh, cây bonsai về mình trang trí sân vườn luôn nha. Thì mỗi cây bên nhà vườn đều có báo mã số hết. Mã số nào đã giao lưu bên nhà vườn sẽ để trong phần bình luận luôn. Còn mã số nào chưa nhà mình xem ưng ý thì liên hệ số điện thoại là 0911470409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook nhà vườn luôn nha. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn. Rồi, cây đầu tiên của tập này có mã số là 101. 101 là một cây kim tiền, lũ thép luôn nha. Cây này thì đầu sóng lên tới đây. Ở phía sau đây cũng có mặt sóng luôn. Thế thân này là thân lũ nha. Và ở đây có lũ luôn. Có hốc lũ luôn nha. Cây này có hoành là 60, cây cao là 68, đang nằm chậu nuôi là 40. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 700k bao ship. Cây này về mình làm form thiên nhiên luôn nha. 700k bao ship. Kim tiền hay còn gọi là đồng tiền, vảy ốc, thanh ốc, sam trâu cũng là nói luôn nha. 700k bao ship. Rồi vừa xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 102. 102 là một cây sầu dông hay còn gọi là ngọc ngũ sắc luôn nha. Lá và trái đều ăn được nhưng lá mới là đặc sản của cây này. Lá rất là thơm, mình dùng trong các món gỏi rất là tuyệt vời luôn nha. Cái này là cây đặc sản vùng miền của Ninh Thuận luôn. À, cây này nó đang cho hoa luôn đây. Đang làm nụ luôn đây. Cái này là nó trái chùm nha. Nó từ sống cho tới chín nó chuyển tới 5 màu. Rất là đẹp. Còn lá thì lá non ăn nó không ngon bằng cái lá già như thế này nha. Lá già như thế này nè, nó đủ nắng đủ đồ thì ăn nó rất là thơm. Đó. Mình lấy cái tay thôi, mình lấy cái tay mình vuốt mình chà chà cái này thôi. Cái tay cũng rất là thơm luôn nha. Mùi thơm rất là đặc trưng cho nên là mình ăn gỏi, rau sống đồ rất là tuyệt vời. Thì mình có thể tra khảo thêm thông tin của nó trên Google luôn nha. Tại vì cái này nó liên quan tới ẩm thực cho nên là mình phải cho nó chắc chắn rồi trước khi mình ấy. Rồi cây này có hoành là 43, cây cao là 90, bầu đất là 35. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn, 600k bao ship luôn nha. 600k bao ship. Là một cây sầu dông hay còn gọi là ngọc ngũ sắc, cây form thiên nhiên, sống khỏe luôn. Lá dùng trong ẩm thực luôn nha, mình vừa chơi bonsai mà vừa dùng trong ẩm thực luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 103. 103 là một cây trăm thị nha. Trăm thị nó khác với cẩm thị. Cái này là trăm thị hay còn gọi là thị lọ nồi. Cái dòng này thì ở bên Đài Loan họ chơi rất là nhiều luôn nha. Nói chung là cái dòng lá này thì ok, mình chơi bonsai, thân cành cũng dẻo nữa. Đó. Này, thân cành cũng rất là dẻo nha, mình dễ uống tạo bonsai luôn. Trái của nó cũng na ná như trái hải châu nha mình. Cái này thì nó cũng rất là dễ có hoa. Nè, nó cũng đang mang nụ hoa nè. Rồi cây này là một cây form thiên nhiên, tàn thiên nhiên luôn. Cái này về mình chỉ lên cái chậu mình chơi thiên nhiên thôi nha. Có hoành là 12, cây cao là 60, bầu đất là 32. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 350k bao ship luôn nha. 350k bao ship, về mình sưu tầm chủng loại luôn. Cái này về mình làm form thiên nhiên là ok luôn nha. Lá cũng rất là đẹp, lọc non cũng rất là đẹp luôn. 350k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 104. 104 là một cây sầu dông. Cây này hai thân chung cốt luôn.
cốt rất là to nha. Sầu dông hay còn gọi là ngọc ngũ sắc luôn nha, lá và trái đều ăn được, lá mới là đặc sản của cái cây này luôn. Lá ăn rất là thơm và rất là ngon luôn nha. Dùng trong gỏi, rau sống, cà ri rồi rất là ngon. Cây này có hoành là 41, cây cao là 90, bầu đất là 38. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 900k bao ship luôn. 900k bao ship. Vừa chơi bonsai mà mình vừa có lá dùng trong ẩm thực luôn nha. 900k bao ship. Cây sống khỏe luôn. Bầu đất green về mình chỉ cần tháo cái bọc ra và thêm chất trồng nữa là ok thôi. Lá cũng rất là đẹp nha và rất là thơm. Mình vuốt vuốt như này cũng đã thơm rồi nè. 900k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 105. 105 là một cụm sầu dông sống khỏe luôn nha. Cụm này nó có hai phần, có phần phía sau nữa nhưng mà mình không tính, mình tính cái phần này thôi. Cụm này có hoành là 46, cây cao là 62, bầu đất là 38. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 650k bao ship luôn nha. 650k bao ship. Vừa mình sưu tầm luôn. Vừa chơi bonsai mà vừa có lá dùng trong ẩm thực luôn nha. Cái này mấy người nhậu là thích lắm. Ở quê Sơn á là hầu như là mấy người biết nhậu là thích có cái cây này. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 106. 106 là một cây sầu dông, cây một cốt phong thiên nhiên luôn nha. Cây này có hoành là 23, cây cao là 65, bầu đất là 40. Nhà vườn xin giao lưu nhanh là 650k bao ship luôn. 650k bao ship. Và mình sưu tầm luôn nha, cây đặc sản vùng miền luôn. Bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 107. 107 là một cây cẩm thị trực quân tử luôn nha. Đế nở vuốt ngọn luôn. Cây trực như này mình có rất là nhiều kiểu để mà mình sáng tạo luôn nha. Mình làm bạc phong cũng được, mình làm trực cây thông cũng được, mình làm dán rừng trên thân cũng được. Nói chung là rất là nhiều kiểu. Hoặc mình làm cây quái cũng được nha. Cây này có hoành là 31, cây cao là 75. Nhà vườn xin giao lưu nhanh là 350k bao ship luôn. 350k bao ship. Cẩm thị trực quân tử luôn nha. 350k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 108. 108 là một cây cẩm thị tàn rin thiên nhiên. Cây này ba thân chung cốt luôn nha. Không, cây này gồm có hai cây cùng chung bể đất tự nhiên. Cây này có tổng hoành là 32, cây cao là 70, bầu đất là 30. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 350k bao ship luôn nha. 350k bao ship. Cẩm thị tàn rin thiên nhiên. Cây sống khỏe luôn, cái này về mình chỉ cần lên cái chậu nữa là ok thôi nha. 350k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 109. 109 là một cây cẩm thị tàn rin thiên nhiên. Cây này một cốt luôn nha, tàn rin thiên nhiên luôn. Cây này có hoành là 13, cây cao là 38, tán rộng là 60. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 300k bao ship luôn. 300k bao ship. Cái này về mình lên cái chậu là ok luôn nha. Bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 110. 110 là một cây cẩm thị hai thân chung cốt form thiên nhiên luôn nha. Cây sống khỏe luôn. Cây này có hoành là 23, cây cao 70, bầu đất là 30.
Cái này nhà vườn xin giao lưu là 400k bao ship luôn. Form thiên nhiên rất là đẹp. 400k bao ship. Cẩm thị luôn nha. Cẩm thị form thiên nhiên. 400k bao ship. Rồi cái này cũng đã kết thúc luôn. Nhà vườn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn. Và nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống luôn.